Audi trân trọng kính chào quý khách. Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Toyota Camry số tự động, động cơ 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc, hiện nay đang được bày bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Một chiếc Toyota Camry 2.0 số tự động sẽ được sản xuất năm 2009, màu đen, nội thất da nguyên bản, trần nỉ nguyên bản. Và hiện nay em đang bán với giá tiền 415 triệu đồng. 415 triệu là giá của chiếc Toyota Camry 2009 số tự động. Như anh chị nhìn thấy đây, một chiếc xe phân khúc hạng D của hãng Toyota, một dòng xe được rất nhiều người trên toàn thế giới yêu chuộng và đang sử dụng. Mặt ca lăng của xe hoàn toàn được mạ chrome sáng bóng. Cụm đèn pha gồm mắt đèn bi xe lông siêu sáng. 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Với cơ lốp 215/60 R16, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Xi nhan trên gương. Tay nắm cửa mạ chrome. Hệ thống cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ. Còn ở trong xe, chiếc xe này được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện, có hỗ trợ dừng đỗ, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình Android thông minh, điều hòa hai vùng tự động độc lập, số tự động, động cơ 2.0. Ghế da nguyên bản anh chị em nhé, ghế da nguyên bản còn rất đẹp như mới. Đây, đây là ghế da của xe, anh chị em có thể nhìn thấy mặt ghế da đây. Chiếc xe này thì hiện nay đang được bán với giá là 415 triệu đồng anh chị em nhé. Hai vùng điều hòa sơn vỏ màu đen, nội thất màu đen ạ, 415 triệu. Và bây giờ thì Dũng Audi sẽ mời với anh chị em đi cùng với Dũng Audi đi kiểm tra về mặt chất lượng kỹ thuật của chiếc xe này. Đây ạ, đây là phần chỉ của cánh bên phụ. Tiếp đến là phần chỉ sau của cánh bên phụ. Chúng ta sẽ đến với phần cốp của xe. Đây là phần cốp của xe. Phần chỉ cốp đây. Đây là lốp dự phòng nguyên bản. Lốp dự phòng nguyên bản theo xe. Còn gần như là mới anh chị em nhé, gần như là mới. Cũng có hạ rồi nhưng gần như mới. Xe thì được bọc một lớp 3M cách âm. Tiếp đến là phần chỉ của cánh sau bên lái. Đây là phần chỉ của cánh lái ạ. Nội thất của xe đây. Chúng ta sẽ đến với khoang động cơ anh chị em nhé. Chúng ta sẽ đến với khoang động cơ xe của xe.
Đây là khoang động cơ của xe. Phần chỉ của cabo này. Đây là phần chỉ của cabo. Phần tai và đủ giảm sóc. Phần răng. Máy số nguyên zin luôn, 2009 nhưng mà máy vẫn đang zin các bạn nhé. 2009 nhưng mà máy zin, chưa mở. Còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Nguyên zin chưa mở. 415 triệu đồng. Vâng, 415 triệu đồng cho một chiếc Toyota Camry như quý vị nhìn thấy đây. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan năm 2009. Toyota Camry 2.0 số tự động. Mời anh chị em về xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng Chợ Ô Tô số 1 Hải Dương, địa chỉ lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Anh chị nhớ bấm vào đăng ký kênh. Hãy bấm vào đăng ký kênh để nhận được thông báo, nhận được video mỗi lần Dung Audi có xe mới về, các buổi live stream báo giá, trò chuyện tương tác trực tiếp của Dung Audi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video clip tiếp theo. Dung Audi trân trọng kính chào quý khách.